Rồi quý vị, bonsai 244, một cây linh sam 86 g, 180k bao ship luôn nha quý vị. Anh nào mua vui lòng chuyển khoản trước nha. Cái ra qua suốt luôn nha quý vị, mới gan đợt bông mà. Đế nó nè, cái ngón tay cái tôi quý vị thấy tôi cầm trên tay không? Cây này mua lâu lắm rồi, về để nó tùm không có chỉnh sửa gì trơn á. Nó có nhánh cành hết trơn rồi nhưng mà giờ nó mình không có chỉnh sửa hoài nó cũng phá thế rồi quý vị, về làm lại ha quý vị ha. 180k nha, bao ship luôn nha. Đây nè, gốc zin nha. Này linh sam zin nha quý vị, 86 g nha, ngón tay cái tôi đây nè. Có một cây duy nhất thôi nha. Rồi đó anh nào về ví dụ như khỏi uốn éo để về tỉa con tròn tròn nó ra bông chơi cũng được nha quý vị. 86 là bông rất to nha, lá nhỏ mà bông to nha. Nhưng mà rất là siêng bông nha, ra suốt luôn nha quý vị. Rồi chị tỷ lệ là chai Pepsi nè. Rồi ha quý vị ha. Rồi đưa sát vô luôn nè ha. Rồi, kết thúc nha quý vị.